nhiều nhiều ghê, đi tìm cơ luôn. Thế cô cũng thấy à, chợt ra trong tiểu ghế chạy không đi tìm. Hôm nay đi tìm không thấy đấy, chợt báo công an sớm hôm nay cô. Thank you.
không chửi vào hả? Chửi vào đây! Chửi vào! Cố vào, nhanh lên! Không! Chị cố vào! Không! Không vào vào! Không vào đâu! Mày chửi vào ngay! Không! Mày sẽ kéo mày vào! Không! Vào tao! Kéo mày vào! Không! Vào ngay! Chả thấy ai gọi làm việc này. Thời gian này không có việc gì để làm. Có biết các bà kia có nhờ mình vụ gì không? Bà này mấy hôm nay chả thấy gọi mình đi làm nhỉ. Thế cho việc của bà ấy cho lại hết việc không? Không có phải có vụ đỡ ngỡ trên tay chứ nhỉ. Cứ thế này chả có tiền đâu mà tiêu. Mình có tiền rồi. Thấy hình ảnh cô gái này đây. À, anh cảm ơn nhé. Thấy anh làm cho cô nước nhé. Vâng. Không biết bà này có gọi mình không nhỉ? Giờ không biết đi tìm cô Thư ở đâu này. Có 2-3 ngày này. Chỗ nào cũng mì hỏi rồi, ngóc ngách các kiểu này, không biết đâu, không biết chỗ nào tìm. Đâu đâu, biết cô không đi làm sao.
Đấy con nè. Nghe làm nào. Alo. Em đang ở đâu đấy em? Alo bố. Ừ, em đang ngồi với con chơi. Cái hôm đó chị bảo lấy cô kia đi ấy, đi xử lý ấy, bây giờ cô kia lại trốn được rồi đấy. Bây giờ chị lại bắt được thì nhốt ở trong này này. Lên cái chỗ cái nhà hoàng bệnh đèo nhá. À vâng vâng. Hôm nói chị bảo em xử lý ấy. Có cái gì không chị? Bây giờ chị nhốt ở đấy ấy. Vâng. Hôm trước các em làm như thế nào, bây giờ chị ấy thoát ra rồi. Bây giờ chị lại bắt được rồi. Tại vì chị đi cho kỹ thôi nhá. Vâng, đợt em bọn em đảm bảo là sẽ làm rất tốt. Em ra ngay chân đèo nhá. Chị đang nhốt ở đấy để xử lý lần này, xử lý cho nó chắc à. Đi lên cái chỗ nhà hoang chân đèo nhá. Chị nhốt nó ở trong ấy. Vâng. Cái chỗ hôm nọ đấy là gì? Vâng. Bây giờ chị đang ở đây hay là về rồi? Nhìn em này quét. Còn nói cái gì? Cô Thư ấy. Nhìn hai thằng này quen đấy. Cô luôn à? Nóng thế nào nhỉ? Còn em làm chắc chắn đợt này tốt thôi, nhưng mà chị xem cái tiền nóng thế nào. Đợt này làm cũng phải cao hơn đợt trước. Tiền nóng là em không phải lo đâu. Làm xong thì chị sẽ giao cho luôn. Không lo đâu. Chị sẽ giao hơn, cao hơn đợt trước. Vâng. Đợt này chị xem bố trí tiền nóng cao hơn đợt trước một tí nhá. Tiền thì cũng là phải lo đâu. Xong thì chị sẽ giao cho luôn. Mình không biết, tí mình mỏi cho chứ nó. Em sẽ được tập làm nhá. Chị cứ yên tâm đi, bây giờ bọn em xong luôn đấy. Xong luôn nhá. Chị có ở đấy đâu, các em cứ đến cái nhà khoáng đấy là thấy rồi. Này làm ký vào nhá, không được làm sai sót đâu nhá. Làm luôn nhá. Nó ở trong ấy nhá. Rồi. Chị nhốt ở trong ấy. Thế thì vứt nó ở đâu ấy? Để đàn mình cố gắng giải quyết cho nó tốt. Bạn. Em ơi. Dạ. Tiền hay cung nước này tí anh quay lại anh trả nhá. Vâng ạ. Bây giờ anh đang có việc bận đi một chút. Vâng. Đuổi theo hai anh này xem. Em ơi. Dạ. Anh đang có việc gấp, tí anh quay lại anh gửi tiền cho nhá. Cái nhà này sao đấy? Con này. Đúng con này rồi. Đi vào đi. Đây rồi. Con này nó ở đây. Con này bị yên nó sao.
Con này nó bị điên rồi, bây giờ phải đi tìm chỗ ấy thôi. Khả năng mình không mang đi được đâu. Bây giờ tìm chỗ ở đây chỗ nó có khả năng. Đi tìm chỗ về ấy thôi. Con này bây giờ đấy thì nó kêu ở đường chết đấy. Thế này nhà mình tìm chỗ xử lý ở đây luôn. Bây giờ mang đi, nó kêu chết mình ấy. Có thứ rồi. Im. Tao đi việc.